Sáng thứ bảy, xã vùng cao Xuân Đài, huyện Tân Sơn chìm trong sương trắng. Nhưng không kể thời tiết lạnh giá, ngay từ sáng sớm, chợ Xuân Đài đã tấp nập người mua kẻ bán. Vì họp một phiên duy nhất vào thứ bảy, nên không chỉ người dân xã Xuân Đài, mà bà con các xã Minh Đài, Kim Thượng, Xuân Sơn, Vinh Tiền và một số huyện lân cận cũng nô nức rủ nhau chơi chợ. Sản phẩm được bày bán tại chợ Xuân Đài khá đa dạng và phong phú. Bên cạnh các dụng cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt hàng ngày như cuốc, xẻng, dao, dựa, chăn ga, gối đệm, bà con xuống chợ còn mang đến các sản phẩm nông sản truyền thống như rau rừng, măng rừng, dễ ăn trầu, quả bổ kết, buồng chuối xanh, con lợn cọc, vài ba con vịt suối, thậm chí có cả chiếc dế bắc nổi, đồi đũa tre. Trong đó rực rỡ và thu hút sự quan tâm của các bà, các chị có lẽ là mặt hàng vải sợi, quần áo thổ cẩm, đồ trang sức như vòng bạc, khuyên tai. Vì vậy, khi đã đến chợ, hầu hết mọi người đều chọn được cho mình vài món đồ ưng ý. Toàn một lần, nói mà toàn đi, còn nào đi. Đi vào thứ mấy ạ? Đi vào thứ bảy ạ. Bà mua quà cho các cháu thì bà mua gì? Mua quần áo này, mua kẹo, mua các thứ cho cháu. Không chỉ cung cấp và buôn bán những sản phẩm thiết yếu mang đậm nét đặc trưng vùng biển, chợ Xuân Đài còn được coi là điểm hẹn lý tưởng để mọi người gặp gỡ, trao đổi và giao lưu. Dù chỉ có vài bó rễ cây, ít rau rừng, cỏ ăn trầu, nhưng các bà các chị vẫn đi chợ từ sớm, rất phấn khởi và hào hứng khi giới thiệu về những món hàng của mình. Thứ bảy đi chợ kiếm vài đồng, bán đủ quả ăn trầu này, chuối này, các thứ, hàng hóa các thứ. Chợ nào tôi không đi, chỉ trường hợp ốm không đi được. Là một người làm nghề bốc thuốc nhiều năm tại nhà, với nhiều bài thuốc hay chữa các bệnh gan, dạ dày, sỏi thận, đau xương khớp, ho. Tuy nhiên, cứ vào thứ bảy hàng tuần, bà Trần Thị Lắng, xã Minh Đài lại nhờ người thân chở xuống chợ Xuân Đài để bốc thuốc. Gian hàng của bà nhanh chóng trở thành một địa chỉ quen thuộc và tin cậy của nhiều người đến chợ. Bà có thêm nhiều người bạn mới, có thể chia sẻ nhiều câu chuyện vui buồn và giải tỏa bớt những áp lực trong cuộc sống. Chợ Xuân Đài được xây dựng từ khoảng năm 1982. Trải qua thời gian dài, nhưng chợ vẫn giữ được những nét đẹp truyền thống, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong giao thương, buôn bán của khu vực. Ước tính, mỗi phiên chợ thu hút cả nghìn lượt người đến mua bán, góp phần tích cực trong thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và đưa hàng Việt về nông thôn. Đặc biệt, trong những ngày giáp Tết, chợ càng trở nên nhộn nhịp, phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của bà con.